Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Phượng có một cái hình xăm ngày sinh kèm với tên của bạn ấy. Để xăm được cái hình này thì mình sẽ chuẩn bị những thứ trên bàn nha. Hình này thì mình sẽ sử dụng hai cây kim, một cây kim 1003RL và một cái kim là 1207RS để tô nha mọi người. Trước tiên thì mình sẽ thiết kế cái hình xăm này ra, sau đó mình sẽ scan lên da nhé. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng kim 1003RL để mình đi những cái nét này. Như các bạn thấy là khi mà đi những cái nét này thì mình chỉ đi một nét thôi. Cái kim mà khi mà mình đi nó rất là chậm luôn. Đây là cái tốc độ máy mà mình đang đi kim này. Như mọi người thấy là mình đi rất là chậm rãi này. Mỗi cái chữ khi mà mình đi xuống là mình sẽ hất nhẹ lên để tạo được một cái độ đậm nhạt khác nhau cho các cái chữ. Khi mà mọi người xăm chữ rất là dễ bị sát thương, tức là mình sẽ đi sâu kim thì cái mực của mình sẽ bị bể ở phía dưới của lớp da. Thì mọi người lưu ý, mình chỉ đi mức độ vừa phải. Khi mà cái kim chạm vào da nó bắt đầu nó hơi sật sật một xíu, tức là nó bắt đầu ăn mực rồi ấy, thì mình sẽ đưa kim nha. Lưu ý là không đi nhanh nha. Đây là tốc độ máy mình đang không tua gì hết, nên mọi người lưu ý là mình sẽ đi chậm một tí. Khi mà mình xăm những cái chữ như này ấy, thì mình thường ưu tiên những cái chữ nét mảnh để mình xăm trước. Bởi vì là hồi lát nữa nếu như mà mình chạm tay vô nó bị mờ mất cái gel scan ấy thì nó không thấy nữa, nên là mình ưu tiên để xăm trước. Sau khi mà xăm cái chữ này xong, mình bắt đầu xăm số 19. Khi mà mọi người thiết kế hình xăm ấy thì thường nó không có dấu chữ như kiểu chữ huyền thương này này, nó không có dấu đâu. Mọi người chọn phông ở trên dafong.com nha. Sau khi chọn phông với thiết kế xong thì mình scan lên giấy. Lúc mà mình scan bằng tay ấy, thì mình sẽ cho thêm dấu hoặc là những cái mũ của chữ nha. Để xăm là những cái chữ nét mảnh như vậy ấy, thì mình nên giữ một cái tốc độ máy vừa phải. Ở đây mình đang chọn một cái tốc độ máy là 5.2 để xăm vào vị trí tay, cũng như là xăm dùng kim 1003RL nhé. Ở cái chữ 19 thì mình xăm màu. Và đối với xăm màu thì mọi người nên chọn một cái phi kim nó to hơn. Như hồi nãy mình nói ấy, thì mình đã chọn phi kim 12 để xăm màu. Khi mà mọi người xăm màu ấy, thì hạt mực nó sẽ to hơn là hạt mực màu đen. Nên mọi người nên chọn một cái phi kim to, phi kim. Cái phần tô này thì mình sẽ chọn kim RS nha mọi người. Kim RS là dùng để tô nó sẽ hiệu quả. Giờ thì mình đã hoàn thành xong cái hình xăm này rồi. Mọi người cùng xem lại nhé. Khi mà mình xăm xong rồi thì mình sẽ ủ balm cho khách. Ủ balm trong vòng 2 tiếng thì dặn khách về nhà sẽ rửa sạch bằng nước sạch nhé. Phượng đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ bấm subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo về xăm nhé.